với lộ trình chuyển đổi số mạnh mẽ toàn diện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hướng tới số hóa 100% dịch vụ điện. Vậy, khách hàng sẽ được lợi gì từ việc số hóa các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam? 1. Thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí. Số hóa các dịch vụ điện đồng nghĩa với các dịch vụ sẽ được thực hiện online, trực tuyến. Do đó, khách hàng không phải đến tận nơi mà có thể thực hiện từ xa bất kỳ khi nào. Việc này giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chủ động công việc của mình. Điển hình như thanh toán tiền điện, khách hàng có thể thanh toán qua điện thoại, SMS, Internet Banking, website, ứng dụng chăm sóc khách hàng của các đơn vị ngành điện và các trung tâm chăm sóc khách hàng của ngành điện. 2. Đa dạng các kênh thông tin, gia tăng lựa chọn cho khách hàng. Việc số hóa các dịch vụ điện theo nhiều kênh trên các nền tảng khác nhau làm gia tăng kênh cung cấp thông tin, liên lạc và nhận phản ánh của khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức phản ánh kết nối với ngành điện qua rất nhiều kênh như tổng đài điện thoại, ứng dụng chăm sóc khách hàng, website chăm sóc khách hàng, email, SMS, Zalo. Đặc biệt, một số đơn vị đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để triển khai trả lời tự động, nên việc phản hồi khách hàng rất nhanh chóng, chính xác. 3. Đơn giản hóa các thủ tục. Số hóa các dịch vụ điện cũng giúp đơn giản các thủ tục về cấp điện. Tiêu biểu như với các dịch vụ điện đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, khách hàng có thể đăng ký mua điện hoàn toàn trực tuyến. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin người dùng đã được cổng xác thực và định danh thay vì các loại giấy tờ như giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân như trước đây. 4. Dễ dàng giám sát và bảo mật thông tin. Đặc biệt, các giao dịch điện đều được thiết lập bảo mật thông tin hai lớp. Một lớp là tài khoản đăng nhập web, app và một lớp là mật khẩu OTP khi giao dịch. Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ điện trên các nền tảng công nghệ hiện đại cũng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, giám sát đối với ngành điện. Như vậy, với các nỗ lực số hóa của mình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, thân thiện hơn và hiện đại hơn.